Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là bạn ở tương lai muốn nhắn gửi điều gì với bạn ở hiện tại. Và đây là những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 bức ảnh tượng trưng cho 3 tụ bài ha. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn bức ảnh này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem bạn ở trong tương lai muốn nhắn gửi điều gì với bạn ở hiện tại ha. Và đây là những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 hiện tại thì những bạn nào đã từng bị bệnh hay là từng mệt mỏi á, thì bây giờ mình thấy bạn đang có đang được một cái sức mạnh, một cái sự khỏe khoắn hơn lúc trước nhiều ha. Tuy nhiên mình thấy bạn đã từng trong hoặc là đã hoặc đang trong cái giai đoạn gọi là thiếu cái sự tự tin vào bản thân ha. Bạn còn sự lo lắng, hoang mang, trằn trọc, băn khoăn, một cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy là bạn chưa sẵn sàng. Bạn còn có những cái nỗi sợ dấy lên trong bạn ha. Có thể bạn còn lo sợ về tương lai phía trước, không biết nó như thế nào ha. Và bạn đang ở cái tư thế gọi là để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên ha. Và bạn kiểm soát mềm mỏng cuộc sống của mình. Đồng thời cuộc sống của bạn mình thấy có tương tác với hai người ha. Một người nữ, có thể là bạn nữ ở đây, là một người rất là nhân từ, nhẫn nại, dịu dàng, có lòng trắc ẩn, có sự khoan dung, bản đại và yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác ha. Còn bạn nam, những bạn nam ở đây là những người khá là cứng rắn, mạnh mẽ trong cuộc sống ha, khá là lạnh lùng, lý trí. Các bạn đều là những người vững vàng, vững chãi, chững chạc, trưởng thành trong cuộc sống này rồi ha. Tuy nhiên vẫn còn cái nỗi sợ, cái nỗi lo âu nào đó, cái sự băn khoăn trằn trọc trong bạn ha. Mình thấy cái trực giác của bạn thì lên khá cao, thì các bạn nên nghe theo tiếng nói nội tâm, nghe theo cái trực giác chứ đừng nghe theo nỗi sợ ha. Mình thấy những cơ hội đang đến với bạn rất là nhiều, cơ hội về tiền bạc, giúp cho bạn có cuộc sống sung túc, thịnh vượng, phồn thịnh hơn. Và đồng thời bạn nên kiên trì, nhẫn nại hơn và sẵn sàng đối mặt với thử thách chông gai để đạt được những điều bạn mong muốn nha.
Mình thấy ở tương lai các bạn có thể sẽ rời bỏ một cái môi trường cũ, một cái điều gì đó cũ không còn phù hợp với bạn nữa ha. Ừ. Có sự sụp đổ đột ngột và có thể là sự thay đổi về một con người cũ của bạn á, bạn có sự gọi là thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn, bạn buông bỏ những cái niềm tin hạn hẹp không còn phục vụ cho đời sống của bạn, giống như bạn lột xác trở thành một phiên bản mới cao cấp nhất trong cuộc sống của bạn vậy đó. Ừ. Trong tương lai thì mình thấy có khả năng bạn sẽ tham gia một cái lớp học nào đó hoặc là bạn muốn bồi dưỡng thêm kỹ năng, thêm kiến thức cho bạn. Một số ít bạn ở đây có khả năng là bạn muốn học thêm về ngoại ngữ hoặc là học thêm một cái lĩnh vực nào đó để bạn sẵn sàng tiến bước trên cái hành trình tương lai. Một số bạn có khả năng là đi nước ngoài hoặc là đi xuất khẩu lao động ở đây ha. Nói chung tương lai khuyên bạn á, khuyên bản tương lai của bạn á, khuyên bạn á là nên tích cực trau dồi học hỏi, nâng cao kiến thức cho bản thân, thêm cái sự thông thái và hãy hòa đồng với mọi người ha. Hãy luôn chia sẻ và là một người gọi là giúp đỡ cho những người khác, vực dậy bản thân họ. Nếu mà bạn bạn gặp những cái người mà trong hoàn cảnh giống như bạn trước đó ha. Mình thấy các bạn sẽ rời khỏi một cái môi trường cũ nào đó, các bạn sẽ tiến bước trên một hành trình mới, hoặc có thể là một số bạn ở nước ngoài thì có khả năng bạn mong muốn là trở về nước thăm nhà ha, thăm gia đình. Phiên bản tương lai của bạn muốn nói với bạn là bạn hãy biết vạch ra kế hoạch cho tương lai, và thực hiện một từng bước thực hiện nó một cách chỉnh chu ha, thực tế cái kế hoạch của bạn, đồng thời bạn phải có tầm nhìn xa rộng ha. Giống như những cái hoàn cảnh hiện tại thì nó chỉ giúp cho bạn mạnh mẽ hơn để cho bạn tiến bước trên hành trình công việc của bạn, cuộc sống của bạn, giúp cho bạn vững vàng mạnh mẽ, chững chạc hơn và biết cách xử lý, điềm tĩnh giải quyết vấn đề hơn. Và mình thấy có khả năng tương lai của bạn, bạn là một người gọi là khôn ngoan khéo léo, bạn rất là giỏi trong việc quan sát, bạn xem xét tỉ mỉ từng vấn đề ha. Bạn không còn cái trạng thái gọi là bập chợp nóng nảy nữa mà bạn sẽ biết cân nhắc cân đo đong đếm. Mình thấy bạn sẽ học hỏi khá là nhiều ở trong tương lai á. Một số bạn mình thấy có khả năng bạn sẽ đi theo cái lĩnh vực tâm linh tinh thần, bạn muốn gọi là học hỏi thêm, trau dồi thêm kiến thức về cái mảng đó vì bạn muốn có cái sự yên bình thanh thản trong tâm trí của bạn ha. Bạn bạn muốn cuộc sống của bạn trở nên tươi tốt, nó hạnh phúc hơn, về cái mảng tinh thần á. Bạn không thích cái sự bon chen trong cuộc sống này nữa. Mình thấy bạn là một người có cái trực giác tâm linh khá là cao nha. Bạn có tiềm năng vô hạn đó. Bạn có những kỹ năng bí ẩn bên trong mà bạn chưa khai phá được nó, thì mình thấy tương lai bạn sẽ từ từ bạn học hỏi rồi từ từ bạn triển khai hết những cái tài năng của bạn. Và tương lai bạn là một người cho người ta những cái lời khuyên rất là hữu ích ha. Và bạn sẽ luôn lắng nghe cái tiếng nói trực giác, cái tiếng nói nội tâm của bạn á, chỉ đường dẫn hướng cho bạn ha, chứ bạn không còn nghe theo những cái nỗi sợ. Bạn tự tin vào chính bản thân bạn. Đồng thời mình thấy có khả năng bạn sẽ được khai sáng á, giống như bạn nhận ra được chân lý của cuộc sống này, bạn nhận ra được cái ý nghĩa sâu xa từ những cái vấn đề mà bạn gặp phải ở hiện tại ha, trong tương lai. Bạn trở nên thông thái giác ngộ hơn rất nhiều, kiến thức sâu rộng uyên bác, minh triết. Và có khả năng là bạn trở thành một người giữ một chức vị khá là quan trọng trong cuộc sống, trong cơ quan tổ chức của bạn ha, một người thông thái luôn cho người khác những cái lời khuyên hữu ích và giúp họ đi đúng đường đúng hướng. Và bạn tỏ ra cái sự thánh thiện, nhân từ, và đồng thời bạn là một người rất là đàng hoàng tử tế ha. Mình thấy cuộc sống của bạn trong tương lai sẽ rất là thành công mỹ mãn luôn á. Tất cả những kế hoạch, những gì bạn vạch ra đều rất là thành công, cho nên bạn ở tương lai khuyên các bạn ở hiện tại là hãy luôn tự tin vào bản thân của bạn ha. Bạn có khả năng, bạn có tư duy, bạn là một người có một cái kiến thức rất là sâu rộng và bạn có khả năng học hỏi, bồi dưỡng bản thân và phát triển một cách tốt đẹp nhất luôn. Và tương lai bạn sẽ không còn để cái nỗi sợ nó khống chế bạn nữa ha. Cho nên
tương lai khuyên bạn là đừng nghe theo nỗi sợ, đừng để những cái nỗi sợ, những sự nghi ngờ bản thân nó dấn chìm bạn xuống ha. Hãy luôn tự tin tiến thẳng về phía trước. Hãy luôn vạch ra những kế hoạch cho tương lai một cách chỉnh chu, rồi từng bước mình thực hiện nó một cách kiên trì bền bỉ thì bạn sẽ thành công thôi. Đừng ngại sự thay đổi ha. Cái sự thay đổi có thể nó sẽ giúp cho bạn mở ra một cái cơ hội mới hoặc mở ra một con đường mới trong tương lai của bạn. Đồng thời, các bạn ở tụ một là những người thích sự cho đi. Khi cho đi mà bạn chưa có biết cách chừng mực, bạn chưa biết gọi là giữ lại cho bản thân á, thì bạn sẽ bị rút cạn kiệt năng lượng của bạn ha, bị rò rỉ năng lượng, mà sẽ cảm thấy không có được hạnh phúc, vui vẻ. Bạn cảm thấy như là luôn trong cái tâm trạng lo âu, mệt mỏi, buồn phiền. Thì phiên bản tương lai của bạn khuyên bạn là hãy tiết chế chừng mực hơn trong cách cho đi và nhận lại. Hãy luôn yêu thương bản thân trọn vẹn với bản thân mình, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng khả năng của mình để phát triển ha. Nếu không, những cái điều mà bạn xây dựng nên nó không vững chắc thì nó sẽ bị sụp đổ đó. Và đừng ngại những thử thách chông gai, đừng ngại những sự thay đổi nha. Và không cần phải sốc trước những cái hoàn cảnh gì trong cuộc sống của mình hết. Tất cả những gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Và các bạn ở trong tương lai khuyên bạn á, hãy tĩnh lặng, hãy tìm một cái không gian tĩnh lặng để phục hồi năng lượng, để thiền định, để tìm về nghe theo cái sự hướng dẫn từ bên trong, để tìm ra những giải pháp cho cuộc sống của bạn và thực hiện nó một cách âm thầm và lặng lẽ. Những kế hoạch của bạn á, không cần phải phô trương. Khi mà bạn thành công thì tự nó sẽ ồn ào thôi ha. Hãy lý trí hơn trong cuộc sống này ha, hãy mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin, dũng cảm, vững vàng trong cuộc sống này. Và khi mà bạn giải quyết bất cứ vấn đề nào, hãy sử dụng lý trí nhiều hơn để giải quyết nó ha, hãy đưa ra quyết định trong cuộc sống như công việc của bạn rồi đó. Đừng để cái chuyện tình cảm nó xen vào cái công việc ha. Hãy mạnh mẽ và hãy khôn ngoan, biết phân tích, lập luận vấn đề một cách cặn kẽ. Và hãy làm việc một cách gọi là chăm chỉ, siêng năng, cần cù, tỉ mỉ, chuyên cần. Và hãy luôn trung thực. Đức tính trung thực là cái điều quan trọng nhất đối với các bạn tụ một nha. Và hãy cho đi đúng cách, đúng người ha. Bạn hãy để cái sự lý trí nó ngang bằng với con tim của bạn ha, vì bạn ở đây có khả năng là bạn cho đi, người khác sẽ cho đi rất là nhiều, bạn cho hết tất cả luôn, không cần toan tính. Nhưng mà khi mà người ta phản bội một cái là bạn sẽ rơi vào địa ngục ha, bạn sẽ bị sốc rất là nặng. Tuy nhiên thì phiên bản ở tương lai khuyên bạn là chừng mực trong cách cho đi và cho đúng người, đúng hướng ha, không phải là cho đi vô tội vạ thì nó sẽ không có tốt cho bạn đâu ha. Lòng tốt phải đặt đúng chỗ. Và hãy mạnh mẽ hơn với cuộc sống này, đừng quá ủy mị ha. Đừng quá nhạy cảm. Và đừng tạo áp lực cho bản thân mình quá. Hãy biết tận hưởng cuộc sống của bạn nữa. Giống như là làm việc thì làm việc, nhưng mà cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, xả hơi rồi thư giãn rồi nha. Hãy kiểm soát mềm mỏng cuộc sống mình, hãy dịu dàng hơn về cuộc sống của bạn ha. Kiên trì nhẫn nại thì bạn sẽ thành công, những cái ước muốn của bạn sẽ thành công nè.
Mình thấy tương lai của các bạn ha, là các bạn sẽ rất là vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với những gì bạn có, bạn biết ơn vũ trụ rất là nhiều. Đồng thời á, tương lai của bạn khuyên bạn á, là bạn giúp đỡ ai thì bạn đừng có mà gọi là nói chung là bạn phải chọn mặt gửi vàng, nói chung là kiểu như là bạn giúp đúng người á, chứ không là bạn sẽ bị người khác phản bội, lừa tiền, lừa gạt tiền bạc của bạn. Nói chung là khi mà bạn cho ai mượn tiền, bạn phải coi người đó có thực sự uy tín hay không. Nếu người đó gọi là có ý đồ gì không tốt với bạn, tốt nhất là đừng có cho mượn tiền nha. Mình thấy có người lừa tiền bạn đó ha, cho nên hãy cẩn thận ha. Phiên bản tương lai của bạn á, nhắc nhở bạn như thế ha. Và khi mà bạn ký kết bất cứ hợp đồng gì á, bạn phải kiểm tra tỉ mỉ, xem xét từng cái mục ở trong cái hợp đồng đó. Chưa hiểu thì hỏi người ta, hoặc không thì có thể mướn luật sư để xem xét hộ bạn ha. Chứ đừng có gọi là gọi là bị che mắt bởi những cái sự béo bở trong cái hợp đồng đó thì sẽ bị bút sa gạt chết nha. Hãy kỹ càng trước khi ký bất cứ cái hợp đồng nào á. Phiên bản tương lai của bạn nhắn nhủ bạn như vậy. Đồng thời bạn hãy luôn tự tin ở bản thân bạn ha. Thiên thần Chamuel sẽ giúp cho bạn, mở cho bạn cái luân xa thứ ba, hỗ trợ về sức mạnh cá nhân, giúp bạn nâng cao cái sự tự tin và biết giá trị của bản thân bạn ha. Đã đến lúc bạn phải mạnh dạn và can đảm giữ vững lập trường rồi đó, bảo vệ bản thân và nói lên ý kiến của bạn. Bạn hãy nhớ rằng là bạn đủ sức mạnh để đạt được những mục tiêu của bạn đó. Cho nên bạn hãy luôn vững tin, vững vàng, mạnh mẽ, tự tin vào bản thân mình và tránh những cái người tiêu cực, những cái người mà luôn lợi dụng. Và hãy sẵn sàng chuẩn bị điềm tĩnh trước khi ký bất cứ cái hợp đồng nào ha. Một số ít bạn ở đây mình thấy có một cái hợp đồng với vũ trụ. Đó là bạn sẽ dùng những cái trải nghiệm mà bạn đã vượt qua được á, sự chữa lành từ chính bản thân bạn, bạn sẽ giúp đỡ cho mọi người, giúp cho họ cái một cái hướng, một cái vực dậy bản thân họ, phát triển bản thân họ tích cực lạc quan hơn, giúp cho họ thấy được cái ánh sáng đường đi cuộc đời của họ ha. Một số bạn có thể là tarot reader, light worker, healer chữa lành ở đây, hoặc là học theo thần số học, hoặc các bạn không học gì hết, các bạn chỉ cần là sống tốt thôi và luôn san sẻ giúp đỡ mọi người, nhưng mà phải biết giúp đúng người, đúng cách, đúng hướng nha. Phải rõ ràng, phải xem xét tình hình vấn đề một cách kỹ lưỡng rồi mình mới mới giúp nha. Chỉ cần bạn sống tốt và bạn giúp đỡ mọi người, lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa cái sự tích cực trong cuộc sống này cũng là một cái điều, cũng là sứ mệnh của bạn trong cuộc sống này rồi ha. Mình thấy trong cuộc sống của bạn đang dần dần những cái điều gì đó, những cái sự bí ẩn này đó nó đang dần dần được hé lộ ha. Bạn đang trên hành trình khám phá sự thật. Có thể bạn đang trên hành trình khám phá coi mục đích cuộc sống của mình là gì, lý tưởng, cái sứ mệnh cuộc sống của mình là gì, ý nghĩa cuộc sống mình là gì ha. Và bạn đang tìm ra được cái sự thật đó. Bạn thấy đang được thấy được cái ánh sáng của chân lý cuộc đời của bạn rồi đó. Mình thấy phiên bản tương lai của bạn á, là một người tràn đầy sự phước lành thịnh vượng nè. Bạn sẽ chìm ngập trong cái khu vườn đầy hoa thơm, trái ngọt, đầy chim chóc. Cái sự hạnh phúc kỳ diệu trong cuộc sống của bạn nó đang nở hoa nè. Đồng thời, phiên bản tương lai muốn nói với bạn là
hãy luôn tiến thẳng về phía trước ha, hãy cứ tiếp tục, hãy hành động, đừng có sự bỏ cuộc ha. Và hãy lấy lại được cái năng lượng của bạn, phục hồi năng lượng của bạn. Mỗi khi bạn mệt mỏi thì bạn hãy tìm một nơi nào đó có không khí trong lành, giúp bạn có sự hồi phục năng lượng thật là tốt ha. Hoặc là tìm không gian riêng cho chính bản thân mình để nghỉ ngơi, để tĩnh dưỡng ha. Và đây là cái thời gian để bạn chữa lành rồi đó, hãy kết nối với tinh thần nè, kết nối với những phương pháp chữa lành giống như là thiền định hoặc tập yoga, hoặc là nghe nhạc cũng là cái khả năng chữa lành đó, nghe nhạc vui, nhạc tần số, hoặc là những cái nhạc khiến cho bạn cảm thấy thoải mái thư giãn, hoặc làm điều gì đó khiến cho bạn vui thì cũng là một cách thức để bạn chữa lành rồi. Hoặc đi hít thở không khí trong lành, tập thể dục ha. Lấy lại được cái năng lượng tích cực trong cuộc sống của bạn ha. Và hãy biết buông bỏ quá khứ, buông bỏ những cái điều tiêu cực không còn phù hợp với cuộc sống của bạn nữa, buông bỏ những con người tiêu cực, tránh xa những dạng năng lượng xấu, nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ làm rò rỉ cạn kiệt năng lượng của bạn thì không tốt cho bạn. Khi mà bạn nâng cao được cái năng lượng tần số của bạn, bạn mới thu hút được nhiều phước lành đến với cuộc sống của bạn ha. Và những nguồn hỗ trợ thì ở luôn xung quanh bạn ha. Bạn sẽ có những người bạn, những cái người đồng hành, gia đình hỗ trợ giúp đỡ bạn ha, những người tốt. Tuy nhiên mình thấy bạn nên chọn lọc bạn bè ha, hãy biết chọn bạn mà chơi, tránh xa những người có ý định xấu, những người mà không phục vụ, nói chung là không có hỗ trợ, chỉ là muốn đưa ra những lời nói khiến cho bạn bị sát thương á, thì tốt nhất tránh xa những người đó, những người mà khiến cho bạn không tự tin vào bản thân á. Hãy luôn ở bên những người bạn cho bạn cái sự động viên, sự tích cực, tiến bước trên hành trình của bạn ha. Ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là kiểu vậy ha. Hãy luôn tìm ánh sáng. Khi bạn đứng gần ánh sáng thì bạn cũng sẽ được chiếu sáng luôn ha. Và đừng ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ nếu như bạn cần ha. Và vũ trụ cũng sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều. Có thể là phiên bản tương lai của bạn đã được hỗ trợ, cho nên bạn ấy mới nhắn nhủ với bạn là hãy nhờ sự giúp đỡ nếu bạn cần, và cầu xin cùng vũ trụ cũng sẽ hỗ trợ cho bạn ha. Phép màu cầu vồng, sự hy vọng, sự thành công đang đến với cuộc sống của bạn rồi, chỉ cần bạn biết nắm bắt. Và vũ trụ sẽ hỗ trợ cho bạn bằng nhiều hình thức, nhiều cách khác nhau, và cả thiên thần nữa ha. Mình thấy tương lai của các bạn sẽ rất là giàu có, sung túc và thịnh vượng, và sẽ biết ơn vũ trụ rất là nhiều ha. Hãy luôn tỏ lòng biết ơn vũ trụ ngay từ bây giờ chứ không cần đợi đến lúc thành công đâu. Tỏ lòng biết ơn vì những gì bạn có hiện tại. Bạn vẫn còn khả năng thấy được mọi thứ. Có ánh sáng nè, bạn có sức khỏe nè, bạn có trí tuệ, bạn có sức trẻ, hoặc là bạn có được những cái thời gian vui vẻ bên gia đình, vẫn còn thấy mặt những người thân quen của mình, thì đó cũng là phước lành rất lớn rồi ha. Các bộ phận trên cơ thể nó vẫn còn lành lặn thì đó là một điều rất là may mắn hơn người khác rồi, đúng không? Hãy luôn tích cực, hãy luôn biết ơn vũ trụ ha, vì những gì ngài ban cho bạn thì bạn sẽ được nhiều hơn thế nữa, có thể gấp nhiều lần chứ không phải là còn hơn những gì bạn mong đợi đó. Bạn đừng nên dừng lại ha. Bạn là một người bất khả chiến bại luôn. Cái niềm đam mê của bạn chính là cái sức mạnh của bạn đó. Bạn là một người đầy sự dũng cảm, và những cái nguồn lực sẽ giúp đỡ tiến về phía trước, ủng hộ bạn, hỗ trợ cho bạn ha. Hãy mạnh mẽ như những con hổ này, không có sợ gì hết ha. Tự tin tiến thẳng về phía trước, bùng cháy ngọn lửa đam mê, nhiệt tình, nhiệt huyết của bạn. Bạn là một người gọi là độc nhất vô nhị ha. Trong cuộc sống này chỉ có mình bạn là duy nhất thôi, cho nên bạn phải yêu thương bản thân bạn, quý trọng bản thân bạn, có niềm tin vào bản thân bạn. Vì không ai có thể giúp cứu rỗi cuộc đời bạn ngoại trừ bản thân bạn thôi ha. Chỉ cần bạn cố gắng, bằng phát triển bản thân, bạn biết nắm bắt cơ hội thời cơ, bạn thay đổi vận mệnh của mình,
thì mọi thứ nó tùy thuộc vào tay bạn thôi, tùy thuộc vào ở bạn, tư duy của bạn, cái suy nghĩ của bạn. Và đồng thời bạn hãy dành thời gian quan tâm và liên lạc với gia đình thường xuyên nha. Gia đình cho bạn nhiều sức mạnh khi bạn đối mặt với cơn bão. Hãy yêu sự độc đáo của chính bạn, bạn tràn đầy cái sự bất ngờ và sự sáng tạo ha. Hãy giải phóng bản thân khỏi sự mong đợi của người khác, hãy là chính bạn. Hãy yêu thương cái sự độc đáo của bạn đó. Hãy phát triển, hãy triển khai, hãy tỏa sáng ha. Triển khai những kế hoạch, những tài năng của bạn cho thế giới biết. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn bức ảnh này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi bạn ở tương lai muốn nói gì với bạn ở hiện tại. Và đây là những trải bày chung, ma năng lượng chung có nhiều người. Mình mong các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Mình thấy các bạn tụ 2 là những người đang trên hành trình phát triển công ăn việc làm, hoặc là đang xây dựng ước mơ đam mê gì đó của bạn ha. Một cái sự khởi đầu mới, và bạn đang có cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình, phấn khởi tiến bước trên hành trình này, và bạn cảm thấy tự tin vào bản thân bạn ha. Bạn không ngại những thử thách trong gai. Tuy nhiên mình thấy các bạn nên thực tế những cái vấn đề, những đam mê của bạn ha. Đừng có nhắm mắt. Nó sẽ khiến cho bạn giống như là kiểu bạn không suy nghĩ kỹ, bạn không đưa ra kế hoạch kỹ, bạn cứ bước đi nhưng mà bạn không có một cái sự gọi là chuẩn bị kỹ lưỡng á. Nó sẽ khiến cho bạn rơi vào tình huống khá là nguy hiểm nha. Cái vách núi nó đây rồi mà bạn ném mắt như kiểu này là đi tới nữa là sẽ hụt chân ha. Cho nên hãy cẩn thận, phải có những kế hoạch kỹ lưỡng thực tế cho bản thân mình. Mình thấy là trong cuộc sống bạn có thể bạn có những cái người anh hoặc những cái người sếp hoặc ai đó rất là chững chạc, trưởng thành. Họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên rất là hữu ích. Những người này họ đã từng đi qua cơn bão, họ đã từng vượt qua những giai đoạn thử thách trong gai, và họ sẽ có nhiều kinh nghiệm, những trải nghiệm tốt để chia sẻ giúp đỡ cho bạn đó. Mình thấy một người thì khá lạnh lùng, lý trí, nguyên tắc, ha, vững vàng, mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin, dũng cảm, rất là thông minh, trí tuệ, sắc bén, công bằng, liêm chính và khá là khô khan, khuôn khổ, làm việc theo khuôn khổ, nguyên tắc. Còn một người thì rất là tự tin, sáng tạo, nhiệt tình, biết nắm bắt cơ hội, thời cơ, và đồng thời đây là một người có khả năng ăn nói, diễn thuyết. Họ chính là người mang đến cái sự tích cực, lạc quan cho những người khác, và chính là tâm điểm của sự chú ý, được mọi người ngưỡng mộ ha. Thì mình thấy trong cuộc sống của các bạn á, có những cái cơ hội được đưa tới khá là nhiều luôn. Tuy nhiên những cơ hội này nó không có thực tế, nó chỉ là những ước mơ, ước muốn, hoặc là những cái nguyện vọng, có thể là những ước muốn, nguyện vọng của bạn chưa được thực hiện nữa. Tuy nhiên mình thấy nếu mà cơ hội đến với bạn á, nhiều người mời gọi bạn đầu tư, hoặc là bạn thấy quá nhiều cái tin tức gọi là tin tuyển dụng, bạn thấy cái công việc nào nó cũng phù hợp với bạn, thì mình thấy trước nhất là bạn hãy tập trung vào một cái công việc nào thực sự bạn thấy là nó đáng để bạn đầu tư vào, giống như là bạn nó phù hợp với những khả năng của bạn nè, nó nâng cao cái sự đam mê của bạn, nhiệt tình của bạn trong công việc, nó giúp cho bạn có sự thăng tiến, có sự phát triển ha. Rồi đồng thời là nó cho bạn một cuộc sống đầy đủ, ổn định, có thể thực hiện những điều bạn mong muốn. Và
cho bạn cái sự gắn bó lâu dài với nó hơn, giúp cho bạn phát triển bản thân nhiều hơn với công việc đó, thì hãy chọn công việc đó. Hãy tập trung vào một mảng thôi, một thứ mà bạn cảm thấy ưu tiên trước nhất. Đừng quá gọi là lơ mơ, quá gọi là mơ màng, mơ mộng, rồi ôm tất cả những cái đam mê ở bên rồi muốn làm tất cả, nhưng mà thực sự là hiện tại bây giờ mình thấy bạn chỉ cần nên làm một thứ thôi. Giống như bạn phát triển hành trình mới, có thể là bạn buôn bán hay gì, thì mình thấy bạn nên chọn một cái sản phẩm nào thực sự ưu việt, độc đáo, để tạo điểm nhấn trước. Sau đó khi mà bạn thành công với sản phẩm này rồi, bạn mới có thể là triển thêm những sản phẩm khác ha. Còn những bạn làm việc trong cái lĩnh vực giấy tờ, cần sự chính xác, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, thì bạn phải tập trung vào công việc thật là nhiều, chú tâm vào nó, đừng để đó mình mơ màng, sao lãng nha, đừng có nhắm mắt, kiểu này là dễ đi đến những sai sót lắm. Còn những người sếp của bạn, họ đang có sự quan sát kỹ lưỡng bạn, họ xem cái quá trình làm việc của bạn để họ cân nhắc thưởng hoặc là phạt gì cho đối bạn với đó ha. Cho nên bạn phải chú tâm trong công việc nhiều hơn. Mình thấy một số bạn ở đây, nếu mà bạn làm trong cái lĩnh vực gọi là mang tính sáng tạo độc đáo thì khả năng thì bạn sẽ thành công. Bạn sẽ có nảy sinh nhiều cái ý tưởng rất là sáng tạo, và mọi người thích cái thành phẩm, cái sản phẩm của bạn nữa. Và đồng thời mình thấy là khi bạn tiến bước trên hành trình mới này đó, con đường mới này đó, bạn cần tập trung nha. Tập trung từng bước một, nhẫn nại, kiên trì, và đừng sa đà vào những cái bữa tiệc, những cái thói quen, mà những cái niềm vui nào đó mà nó không phù hợp với bạn ngay lúc này. Đồng thời là mình thấy một số bạn, nếu mà trước đó bạn bị bệnh hay gì đó, thì bây giờ mình thấy là bạn đang có sự gọi là hồi phục lại sức khỏe khá là tốt. Bạn cũng có cái sự biết tiết chế cần chừng mực hơn rồi, bạn cân bằng hơn rồi. Bạn có cái sự điềm tĩnh khôn ngoan giải quyết vấn đề rồi ha. Và đồng thời mình thấy là bạn có thể là tương lai là bạn sẽ khôn ngoan, biết phối hợp mọi thứ một cách nhịp nhàng hơn, và bạn sẽ có khả năng hòa đồng với mọi người hơn, có thể như vậy ha. Mình thấy các bạn tụ hai á, có khả năng tương lai sau này là bạn một người có khả năng ăn nói diễn thuyết, cho nên vũ trụ cho bạn gặp những cái người nãy giờ mình miêu tả, họ sẽ cho bạn những kinh nghiệm để sau này ha, bạn trở thành một người ưu tú, vừa thông minh, quyết đoán, biết suy nghĩ trước sau, biết đưa ra những cái quyết định chính xác nhất bằng cái lý trí của bạn, và vừa có sự thu hút khiến cho mọi người cảm thấy rất nể phục bạn nè. Bạn sẽ mạnh mẽ, vững vàng, có khả năng diễn thuyết trước đám đông và luôn tự tin ở bản thân mình, luôn sáng tạo ha. Có khả năng tương lai sau này thì bạn sẽ trở thành những người như vậy á. Cho nên những cái cuộc gặp gỡ trong cuộc sống này không phải tự nhiên mà nó diễn ra, mà nó đều có ý nghĩa tận bên sau nó ha. Mình thấy bạn ở tương lai sẽ kiên trì bền bỉ hơn, cho nên tương lai muốn nhắc nhở với bạn là bạn nên gọi là nhẫn nại hơn, và hãy biết bảo vệ những thành quả của bạn ha. Hãy kiên trì, đồng thời là bạn hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn ha, hãy luôn tự tin, tỏa sáng, phát triển những khả năng, những kiến thức, đồng thời là hãy biết nắm bắt những cơ hội, thời cơ đến với cuộc sống của bạn ha.
Đừng ngại cái sự thay đổi, hãy chấp nhận sự thay đổi. Vì khi có sự thay đổi, cuộc sống bạn nó mới có thể tiến triển lên một cái bước ngoặt mới thôi. Chứ bạn cứ ôm ôm chầm những cái đồng tiền còn sót lại ở đây, bạn cứ gọi là giữ mình trong cái kén của bản thân á, thì khó mà có thể phát triển được lắm. Nó cứ bình bình như vậy, nó đâu có sự thay đổi đâu mà phát triển. Mình thấy trong tương lai của bạn sẽ có cái sự thay đổi rất là lớn ha. Có thể bạn được khai sáng, và có thể là bạn bước ra khỏi cái vùng an toàn của bạn, bạn thay đổi, lập xác hoàn toàn, trở thành một con người mới, biết phấn đấu cho sự nghiệp hơn, tự tin, nhiệt huyết, mạnh mẽ, dũng cảm hơn, và có thể chinh phục bất cứ những cái thử thách nào để có thể đạt đến những cái thành tựu của bạn trong tương lai. Mình thấy trong tương lai bạn sẽ rất là chú tâm vào cái công cuộc kiếm tiền. Có thể là sẽ có một khoảng thời gian bạn cảm thấy gọi là chật vật, cạn kiệt tài chính á, thì trong tương lai bạn sẽ tập trung hơn vào vấn đề tài chính công việc nè. Bạn có là một người có khả năng thiên biến vạn hóa, bạn là một người tâm bất biến như dòng đời vạn biến ha, bạn sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, và bạn biết gọi là thu những cái đồng tiền, giống như kiểu bạn biết kiếm tiền nhiều hơn ha. Bạn sẽ trở nên gọi là thông thái hơn, vui vẻ hơn, chấp nhận mọi thứ để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên, và bạn chỉ chú tâm vào những công việc của bạn, phát triển kỹ năng của bạn, và bạn sẽ thành công. Và những cái điều phiền nhiễu trong ở bên ngoài nó sẽ không có thể nào nó gây ảnh hưởng cho bạn được ha. Phiền nhiễu của hoàn cảnh nó sẽ không thể nào mà tác động đến tâm trí của bạn được nữa, vì mình thấy bạn đã quyết đoán tự tin hơn rất là nhiều. Bạn biết cách để phòng ngừa những cái biến cố, và đồng thời bạn biết cách để vững vàng vượt qua bão tố, và tiến về phía trước một cách gọi là vững vàng mạnh mẽ nhất. Mình thấy một số bạn ở đây á, nên biết cho đi ha. Khi mà cuộc sống của bạn cho đi sẽ có sự nhận lại. Có thể bạn cho ta người khác những lời khuyên, hoặc là bạn giúp đỡ những người cơ nhỡ. Nói chung là bạn giúp đỡ mọi người sống tốt á, thì cuộc sống sẽ vũ trụ sẽ trả công hậu hĩnh cho bạn ha. Mình thấy là trong tương lai thì những cái kế hoạch dự định của bạn sẽ rất là tươi sáng, và bạn ánh sáng chiếu rọi trong cuộc sống của bạn rất là nhiều ha. Mặt trời mang đến cho bạn nhiều phước lành. Mặt trời là người nuôi dưỡng mang đến cuộc sống mới ha. Cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu một cái chương mới luôn. Đây là thời điểm để cá nhân trưởng thành và khởi đầu mới. Mặt trời mang lại phước lành, và đây là thời điểm tốt để bắt đầu cái dự án mới, trau dồi khả năng sáng tạo của bạn, hoặc thậm chí là trở thành một con người mới luôn. Thông qua ánh sáng thần thánh và tình yêu thương ngập tràn trong bạn, sự thay đổi này có thể mang đến nhiều phước lành và cảm hứng. Nãy giờ mình toàn nhắc đến sự thay đổi thôi, đúng rồi, chắc chắn là trong tương lai bạn sẽ thay đổi lột xác hoàn toàn ha. Bạn sẽ được cái thiên thần hỗ trợ giúp đỡ cho bạn rất là nhiều. Mình thấy một số bạn ở đây có khả năng là các bạn có trực giác tâm linh khá là cao ha. Đồng thời phiên bản tương lai muốn nhắc nhở bạn là hãy mở rộng tầm nhìn ha, hãy biết nhìn xa trông rộng hơn, và hãy mạnh mẽ tiến bước về phía trước ha. Hãy tự tin ở bản thân, đừng có sự nghi ngờ bản thân gì hết, hãy bung lụa, hãy tỏa sáng, đồng thời hãy có tình yêu thương, biết lan tỏa tình yêu thương đến cho mọi người ha. Một số bạn trong tương lai công việc của bạn sẽ mang tầm quốc tế luôn ha. Một số bạn có thể là đi nước ngoài, và có thể là làm việc cho công ty nước ngoài, và có thể là các bạn đi định cư du lịch, và có thể là cái sự lan tỏa của bạn á, bạn là một người truyền cảm hứng ha. Có thể tương lai bạn sẽ thành một người truyền cảm hứng. Cái sự lan tỏa của bạn có thể là lan tỏa được trên thế giới này, giúp cho mọi người nâng cao cái sự tích cực lạc quan ha. Mình thấy các bạn được thiên thần giúp đỡ hỗ trợ nè, cho bạn về cái mở cái luân xa thứ ba, thiên thần Chamuel ha.
giúp cho bạn, hỗ trợ cho bạn sức mạnh cá nhân. Bạn sẽ tự tin hơn và biết giá trị của bản thân bạn hơn. Đã đến lúc bạn phải mạnh dạn và can đảm giữ vững lập trường, bảo vệ bản thân hoặc nói lên ý kiến của bạn ha. Hãy nhớ rằng bạn đủ sức mạnh để đạt được những mục tiêu của bạn ha. Đồng thời, thiên thần Raphael sẽ mở cho bạn cái luân xa thứ tư. Và luân xa này giúp cho bạn sẵn sàng đón nhận tình yêu từ người khác cũng như yêu thương chính bản thân mình. Có sự hàn gắn với mối quan hệ trước đây, thiên thần Raphael gửi năng lượng chữa lành màu xanh lá cây đến trái tim của bạn. Lá bài này khuyến khích lòng trắc ẩn từ chính bạn và biết rằng ánh sáng từ trái tim bạn có thể chiếu xuyên vũ trụ luôn. Vũ trụ sẽ gửi cho bạn những người hoặc tình huống cho phép tình yêu của bạn phát triển. Đồng thời, thiên thần Metatron mở luân xa thứ 6 qua mắt thứ 3 của bạn đang được mở ra, đón nhận dòng chảy năng lượng trực giác và kết nối tâm linh của bạn đã thực sự được thiết lập, mở rộng các kỹ năng đang phát triển của bạn ha. Bạn có khả năng dự đoán được tương lai và đưa ra các quyết định dựa vào cái dự đoán của bạn. Tương lai mình thấy mình sẽ là một người khá là thành tựu ha. Có thể một số bạn ở đây sẽ đi theo cái lĩnh vực về tâm linh tinh thần, có thể là bạn sẽ lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa cái sự tích cực cho cuộc sống này. Hoặc nếu bạn không theo cái ngành này thì bạn cũng có thể là một người thích làm công tác thiện nguyện, thích đóng góp cống hiến cho cuộc sống này ha. Có thể tương lai bạn sẽ tiếp xúc với mọi người, nhiều người ha, và bạn có thể trao đi cái tình yêu thương của bạn, giúp đỡ mọi người, những người mà cần cái sự giúp đỡ của bạn ha, và hãy biết trao đi đúng cách, đúng hướng, đúng người nha. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn ha, hãy biết nắm bắt cơ hội, thời cơ đến với cuộc sống của bạn. Tương lai thì mình thấy có khả năng là bạn rất là thành tựu, ưu tú. Bạn đạt được những điều mà bạn mong muốn và bạn trở thành một người rất là tự tin, sáng láng và thông minh. Những kế hoạch của bạn sẽ rất là thành công. Và bạn có thể là sẽ cần phải nâng cao cái vốn ngoại ngữ của bạn ha. Và hãy học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng, trau dồi thêm kiến thức. Mình thấy là bạn có khả năng là sau này bạn sẽ vượt qua được nhiều thử thách và bạn có thể hoàn thành tốt những công việc, những kế hoạch của bạn một cách rất là chỉnh chu luôn. Có thể là bạn sẽ thoát ra khỏi được cái vùng an toàn của bạn và thoát ra được cái con người cũ của bạn ha. Bạn trở thành một người tự tin, biết nắm bắt thời cơ và sẵn sàng đón nhận những cơ hội đến với cuộc sống của bạn, cả lẫn những thử thách ha. Bạn không có ngại bất cứ gì hết, bạn chấp nhận, đối mặt và vượt qua nó. Và bạn sẽ là một người gọi là thu hút tiền bạc đến với cuộc sống của bạn ha. Khi mà bạn nâng cao cái sự tự tin, nâng cao cái sự sáng tạo và bạn nâng cao cái sự tập trung của bạn vào cái vấn đề bạn ưu tiên á. Và hãy luôn biết cho đi ha. Đừng có tính kiểm soát, chiếm hữu quá mạnh. Hãy biết cho đi để mở rộng cái dòng chảy năng lượng, dòng chảy thịnh vượng đến với cuộc sống của bạn nha. Mình thấy bạn sẽ trở thành một người vớt tiền như vớt cá ha. Mình nói chơi ha, nè giống như nè, vớt tiền như vớt cá đó. Nói chung là bạn giỏi về cái vấn đề tài chính, kiếm tiền ha, mình thấy vậy. Bạn có khả năng tạo ra tiền bạc rất là thành công nhờ cái sự đam mê sáng tạo của bạn trong công việc, nhờ cái sự niềm yêu thích của bạn trong công việc, bạn tạo ra tiền bạc một cách dễ dàng hơn, kiểu vậy ha. Sẽ sáng tạo hơn rất là nhiều. Hãy mở rộng trái tim của bạn để tận hưởng ha cái sự hạnh phúc vui vẻ. Hãy tập trung vào những cái vấn đề mục tiêu mà bạn đang hướng tới. Thành công đang mở rộng trong cuộc sống của bạn rồi ha. Wow, bạn thấy chưa nè, ánh sáng cuối đường hầm, thấy chưa ha, đang mở ra rồi, cửa đang được tung ra, chỉ cần bạn bước ra, thành công sẽ đến. Nói chung là bạn cần phải hành động, tập trung vào vấn đề mục tiêu của bạn, mở lòng, nói chung là làm nó với cái sự đam mê nhiệt huyết ở trong bạn, cái tình yêu thương, cái niềm yêu thích của bạn thì bạn sẽ thành công á.
bạn sẽ kiếm tiền được khá nhiều rồi đó. Mình thấy là khi mà bạn nâng được cái tầm của bạn lên thì tiền bạn nó cũng sẽ tăng lên, tỷ lệ thuận ha. À, hãy trả lời cuộc gọi ha, thời gian thì đã đến rồi ha. Các bạn ở tương lai nhắn nhủ với bạn là hãy trả lời cuộc gọi, thời gian đến rồi, bây giờ là đến lúc bạn phải hành động, đến lúc bạn phải thay đổi rồi. À, không còn là cái con người gọi là sống ngày này qua hay ngày đó nữa, mà bạn phải biết lo cho tương lai, phải biết vạch ra kế hoạch cho tương lai mình rồi đó. Hoặc một số bạn đây có sứ mệnh giống như bây giờ mình nói ha, lan tỏa ánh sáng, lan tỏa tình yêu thương, gieo niềm sâu, gieo cái hy vọng, gieo cái hạt mầm của sự sống đến với cuộc sống này, lan tỏa cho toàn thế giới và giúp cho mọi người tích cực hơn ha. Thì thế có thể là cuộc gọi đã đến với bạn rồi đó, cuộc gọi từ vũ trụ, thời gian đã đến để bạn hành động, để bạn tìm tòi, bạn học hỏi. Hãy có sự kiên trì, nhẫn nại ha, vượt qua những cái áp lực, vượt qua được chính bản thân mình, chiến thắng chính bản thân mình, thì bạn sẽ thành công. Chiến thắng chính bản thân bạn chính là chiến thắng vang dội nhất luôn á. Wow, một cái chuyến hành trình mới ha, phiêu lưu mạo hiểm nè, giống như kiểu Sinbad trong phim Sinbad xưa ha. Hãy chấp nhận rủi ro, hãy đón nhận những cơ hội thử thách đến. Cuộc hành trình của bạn đang tiến về phía trước rồi ha. Đi qua. Nói chung là bạn hãy tự tin, dấn bước, không cần phải sợ gì hết. Cuộc đời con người chỉ có một mà thôi. Và bạn vẫn còn sức trẻ, bạn còn sức khỏe, bạn còn tinh thần minh mẫn, bạn đang có những cái khả năng tiềm tàng ở bên trong, bạn cần phải bung lộ cho mọi người biết tới tài năng của bạn, đồng thời bạn có thể là một người rất là thành công, giúp đỡ được cho những người khác, vững vàng vững chãi. Bạn sẽ giữ một cái vị trí khá là quan trọng trong cuộc sống này, một số bạn có khả năng sẽ trở thành một người khá là nổi tiếng trong cộng đồng của các bạn luôn đó. Hãy bắt đầu từ ngay bây giờ và đừng có sợ cái sự thay đổi ha. Hãy nắm bắt nó. Nói chung giống như là trời hạn hán, khô nắng hởm rài ha, khô nóng hởm rài, nhưng mà khi có sự thay đổi, có cơn mưa xuống thì bây giờ nó lại mát rượi trở lại, bạn thấy không? Nó có sự thay đổi, nó tích cực hơn, nó hạnh phúc hơn. Sau cơn mưa thì trời lại sáng đó. Luôn có những sự thay đổi trong cuộc sống để nó diễn ra một cách gọi là lạc quan hơn cho cuộc đời của mình, là giống như cơn mưa này nè. Có cơn mưa cảm thấy là vui vẻ hài hòa hơn ha. Mình tránh ra, mình như là vượt qua khờ được những cái buổi nóng nắng nóng vô cùng mệt mỏi áp lực luôn á. Cơn mưa xuống nó tưới mát cuộc đời của bạn luôn ha, nên hãy chấp nhận cái sự thay đổi ha. Đôi khi những sự thay đổi nó đến để giúp cho bạn cứ tiến bước trên hành trình mới, giúp cho bạn level up, gọi là nâng cao bản thân bạn hơn, và cuộc sống của bạn nó sang trang, nó phát triển hơn. Greatness. Tình yêu chính là sức mạnh của bạn ha, bạn và cái con đường mà lãnh đạo chính là cái con đường của bạn đó ha. Bạn là một người khả năng lãnh đạo, có khả năng dẫn dắt người khác đi theo đường hướng tốt. Cái sự khôn ngoan của bạn truyền cảm hứng cho những người mà bạn gặp. Bạn có thể vượt qua bất cứ vấn đề nào, bạn sẽ có thể dễ dàng thành công một cách rất là tự nhiên. Chỉ cần bạn hành động thôi, chỉ cần bạn hành động, những nguồn lực vũ trụ sẽ hỗ trợ cho bạn phía sau, giúp cho bạn những kế hoạch của bạn, những dự định của bạn sẽ thành công một cách dễ dàng nè. Thì bạn có quyền năng. Và wow, phước lành ha. Một số bạn là thấy có khả năng, một số ít bạn tuổi Sửu ở đây ha, thành công ha. Phước lành đang đến, những con trâu thiêng liêng nè. Hãy khoác lên mình cái sự khôn ngoan và hãy giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh trước giông bão cuộc đời ha. Hãy lấp đầy cuộc sống của bạn với những cái điều tốt đẹp, và bạn hãy biết ơn và hãy luôn cầu nguyện cùng vũ trụ ha. Thì mọi phước lành sẽ đến với bạn một cách nhanh chóng nếu bạn thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn, phát triển bản thân, yêu thương bản thân, phát triển một cách tích cực lạc quan hơn, và hãy yêu thương bằng cả trái tim của bạn, hãy làm việc bằng cả cái trái tim với sự tận tâm ở trong bạn, nhiệt huyết ở trong bạn, đam mê ở trong bạn ha, và hãy luôn làm việc tốt nha. Thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp, thu hút phước lành đến cuộc sống của bạn một cách nhanh chóng, và nó sẽ nhiều hơn những gì mà bạn nghĩ nữa ha. Rồi,
Mình xin kết thúc các bạn tuần 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn cái hình ảnh này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi bạn ở tương lai muốn nói gì bạn ở hiện tại ha. Rồi, liên kết năng lượng các bạn tụ ba. Wow, các bạn tụ ba hiện tại thì mình thấy bạn đang có sự do dự đứng trước hai cái quyết định, hai cái lựa chọn nào đó mà bạn cần phải đưa ra một cái lựa chọn nó phù hợp với bạn ha. Có thể đứng trước hai cơ hội công việc. Mình thấy là các bạn nên tập trung rồi thư giãn đi ha, đừng để những cái sự áp lực này nó ảnh hưởng đến tâm trí của bạn ha. Khi bạn có sự thư giãn, bạn thoải mái hơn, rồi bạn mới tìm ra được cái phương hướng giải quyết cho cuộc sống của bạn. Mình thấy là các bạn đã từng trải qua một cái giai đoạn rất là mệt mỏi, có thể là bị bệnh hay là stress, căng thẳng, lo âu gì đó, thì mình thấy bạn đang có sự phục hồi năng lượng rất là tốt ha. Đang có sự điềm tĩnh, cân bằng hơn, tiết chế chừng mực hơn trong lời nói hành động và khôn ngoan khéo léo hơn. Mình thấy các bạn tụ ba là những người rất là giỏi nè, biết có khả năng lãnh đạo, có sức mạnh ý chí kiên cường mạnh mẽ, có sự quyết tâm cao độ trong cuộc sống. Bạn là một người tự lập tự cường, bạn không thích dựa dẫm vào người khác, và đồng thời bạn là một người khả năng kiến tạo nên cuộc sống riêng của bạn một cách vững vàng mạnh mẽ nhất. Bạn là một người có cái tính kiểm soát, gọi là kỷ luật bản thân khá là tốt ha, không để bản thân chây lười. Đồng thời mình thấy bạn là một người rất là thích nghe tiếng chim hót hoặc là thích đi dạo ngoài vườn ha, thích trái cây. Thì khi mà bạn cảm thấy chưa tìm được cái phương hướng giải quyết cho cuộc sống của bạn, hãy nên gọi là đi kho dạo, hít thở không khí trong lành để lấy lại, phục hồi năng lượng, làm mới lại bản thân, rồi bạn mới đưa ra một cái quyết định thực sự phù hợp. Thì mình thấy cuối cùng bạn cũng sẽ đưa được một cái quyết định gọi là chín chắn nhất trong cuộc sống của bạn đó. Quyết đoán mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Mình thấy các bạn tụ ba là những người ha đã thức tỉnh rồi, bạn đã xác định được sứ mệnh, bạn xác định được cái mục đích sống, lý tưởng sống của bạn là gì ha. Bạn đã có hành trình gọi là nhìn về quá khứ để rút kinh nghiệm từ những cái gì mà lỗi lầm mà bạn đã gây ra. Bạn có sự tha thứ bản thân, bạn có sự gọi hoàn thiện bản thân mình, và bạn mong muốn được tái sinh trở thành một con người mới phù hợp hơn, trở thành một phiên bản mới, lột xác trở thành một con người gọi là thành tựu hơn, biết lèo lái con thuyền định mệnh của bạn hơn. Và bạn muốn sống một cách tốt đẹp hơn, hạnh phúc vui vẻ hơn. Mình thấy các bạn tụ ba này, tương lai của các bạn sẽ rất là thành công ha. Những cái niềm hy vọng, ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Bạn là một người khả năng kiếm tiền khá là giỏi luôn, cho nên mình thấy tương lai của bạn mà sẽ tạo nên một cơ sở vật chất tiền tài ổn định nè. Bạn có sự tận hưởng thoải mái với những giá trị mà bạn làm ra, nhờ vào cái sự cố gắng, thành quả của bạn, sự dày công vun đắp, nỗ lực của bạn trong công việc, thì bạn sẽ đền đáp, sẽ được đền đáp, bạn sẽ được vũ trụ ban ơn và trả công hậu hĩnh cho bạn ha. Mình thấy tương lai của bạn, một số bạn tụ ba ở đây có khả năng là sẽ đi nước ngoài, hoặc là có khả năng là có tiền đi du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống này ha. Cơ hội tiền bạc đến với bạn rất là nhiều, vì bạn là một người thu hút tiền bạc mà. Bạn luôn mong muốn có một cuộc sống sung túc đầy đủ và muốn tìm ra cách làm ra tiền một cách gọi là thực tế nhất. Bạn là một người trung thực nữa. Bạn tụ ba là kiểu người tự đo bàn tay trắng làm nên tất cả đó ha. Cho nên tương lai của bạn sẽ rất là giàu có theo ý mà bạn mong muốn.
mình thấy những cơ hội tiền bạc đến bạn rất là vững vàng vững chãi, mang đến cho bạn cái sự trù phú, thịnh vượng, hạnh phúc, vui vẻ ha. Tuy nhiên, mình thấy các bạn cần phải ý thức bản thân mình trong tương lai, khuyên bạn là bạn cần phải có niềm tin tưởng vào bản thân mình. Và hãy biết trân trọng giá trị cuộc sống hiện tại ha, trân trọng những gì bạn đang có ha. Đừng có thụ động mà hãy biết chủ động, biết nắm bắt cơ hội thời cơ đến với cuộc sống của bạn. Hãy viết ra cái cuốn nhật ký biết ơn vũ trụ về những gì bạn đang có. Biết ơn bạn vẫn còn tương lai, biết ơn vì bạn vẫn còn thời gian, biết ơn vì bạn vẫn còn mở mắt, vẫn thấy được ánh sáng mỗi sớm mai thức dậy. Biết ơn vì bạn vẫn còn hơi thở tốt, bạn vẫn còn có những cái trí óc minh mẫn với bạn để hay đưa ra những kế hoạch cho bản thân bạn. Và bạn biết ơn vì vũ trụ luôn ở bên bạn hỗ trợ sát cánh giúp cho bạn thành công trong cuộc sống ha. Hãy luôn tỏ lòng biết ơn để vũ trụ có thể ban cho bạn nhiều hơn những gì bạn mong muốn nữa. Mình thấy là trong tương lai, phiên bản tương lai khuyên bạn là hãy chăm sóc giấc ngủ thật là tốt nha. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn để sau này bạn thành công thì bạn có thể là vừa khỏe mà vừa giàu, bạn có thể tận hưởng được cuộc sống của bạn, có thể có những chuyến đi du lịch thoải mái vui vẻ hơn, kiểu vậy ha. Chứ mà khi mà thành công mà không có sức khỏe thì cũng như không, không có được tận hưởng gì hết. Mà cho nên vũ trụ, nên phiên bản tương lai khuyên bạn hãy chăm sóc sức khỏe, chăm sóc giấc ngủ, hãy luôn có những cái chuẩn bị kỹ lưỡng, suy nghĩ tính toán tỉ mỉ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào ha. Mình thấy trong tương lai một số bạn có khả năng là sẽ di chuyển sang một nơi ở khác, di chuyển sang một cái ngoại cảnh khác. Một số bạn có thể là theo chồng xuất ngoại. Một số ít bạn có thể là lấy chồng ở nước ngoài rồi theo chồng đi xuất ngoại ha. Có con nữa. Rất là vui vẻ, hạnh phúc, thay đổi ngoại cảnh, cuộc sống yên bình hơn rất là nhiều. Và những ước mơ của bạn trở thành sự thật ha. Bạn có sự lan tỏa tình yêu thương giúp đỡ cho mọi người. Và đồng thời là những cơ hội tiền bạc đến với bạn rất là nhiều. Và bạn đồng thời là phiên bản tương lai khuyên bạn là hãy buông bỏ quá khứ, buông bỏ những hoài niệm cũ, những điều mà không còn phù hợp với cuộc sống của bạn á, thì bạn nên buông bỏ, hãy luôn chủ động trong cuộc sống, biết nâng cao giá trị cuộc sống của mình, thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn, luôn phát triển kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức để có thể biến nắm bắt những cơ hội thời cơ đến với các bạn ha. Một số bạn có thể làm việc cho công ty nước ngoài luôn nè. Một số bạn có thể sẽ khá là gọi là nổi tiếng trong cộng đồng của các bạn nữa đó. Và trong tương lai thì các bạn sẽ luôn lan tỏa tình yêu thương giúp đỡ người khác, san sẻ cho người khác nữa nè. Thì phiên bản tương lai khuyên bạn là hãy biết tạo nên cái dòng chảy thịnh vượng cho bạn ngay từ lúc này, hãy lúc luôn biết cho đi đúng người, đúng cách, đúng hướng ha. Thì bạn sẽ nhận lại thôi, biết cho đi thì sẽ nhận lại. Và phiên bản tương lai khuyên bạn là đừng có để ý, đừng có mà mất năng lượng, lãng phí thanh xuân của mình đối với những người tiêu cực trong cuộc sống này ha, không đáng đâu. Tại vì bạn là một người khả năng, là bạn rất là người ưu tú, có nhiều điều mà người khác không có, cho nên họ ganh tị, họ đố kỵ, họ ghen ghét, thì đó là cái chuyện của họ. Họ gieo nhân nào họ gặp quả đó, vũ trụ nè rất là công bằng, xét xử nè, vũ trụ sẽ giúp cho bạn được chữa lành, với bạn phấn đấu trở thành một người gọi là tốt đẹp, thành tựu trong cuộc sống. Còn họ thì vũ trụ sẽ cho họ những bài học để họ có sự thấm thía, rút rút cái kinh nghiệm, họ có sự gọi là trải qua những cái giai đoạn mà bạn đã từng, cho nên đó là con đường của họ rồi, đó là sự lựa chọn của họ, gieo nhân nào gặp quả đó thôi. Còn bạn thì bạn nên tập trung vào những cái mục tiêu, ước muốn của bạn trong cuộc sống thì bạn sẽ rất là thành công mỹ mãn đó ha. Và bạn là một người có khả năng chữa lành cho người khác, bạn sẽ dùng những trải nghiệm mà bạn đã vượt qua được, cái sự cố gắng của bạn như thế nào, bạn sẽ lan tỏa giúp đỡ cho mọi người. Bạn chính là ánh sáng của mọi người, bạn sẽ giống như là ánh sáng soi đường chỉ lối cho mọi người, để giúp cho họ tiến bước trên cái hành trình mới tích cực trong cuộc sống của họ hơn, vực dậy bản thân họ ha. Cho nên đừng có để những cái năng lượng tiêu cực này nó làm rò rỉ, cạn kiệt năng lượng của bạn. Năng lượng của bạn để dành cho thu hút những cái điều tốt đẹp đến cuộc sống của bạn nè ha. Bạn hãy luôn tỏ lòng biết ơn vũ trụ ha, được nhắc lại 2 lần luôn đó. Và bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những gì mà bạn đạt được. Bạn sẽ trở nên cân bằng hơn. Có thể là cuộc sống, nó sự phiền nhiễu cuộc sống nó khiến cho bạn cảm thấy khá là chênh vênh, mệt mỏi. Thì bạn sẽ được thiên thần hỗ trợ cho bạn lấy lại cái sự cân bằng trong cuộc sống, có sự điềm tĩnh, khôn ngoan hơn.
Wow, door to personal healing and happiness, bạn sẽ được chữa lành, cánh cửa chữa lành và bạn sẽ được hạnh phúc nữa nè. Trong tương lai thì bây giờ mình thấy là một số bạn đây có khả năng và bạn có sứ mệnh trong cuộc sống này đó, bạn sẽ phải trải qua những cái giai đoạn tiêu cực hoàn cảnh và bạn biết vực dậy bản thân, bạn chữa lành cho bản thân rồi bạn thành công thành tựu và bạn sẽ lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa cái sự tích cực lạc quan, giúp người khác vực dậy bản thân của họ, tìm thấy được ánh sáng cuối đường hầm của cuộc đời họ ha, giúp cho họ biết chủ động trong cuộc sống này hơn, và không có sự thờ ơ thụ động nữa, không còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác gây ra cho bạn nữa. Sứ mệnh của bạn là lan tỏa tình yêu thương và gieo mầm ánh sáng cho cuộc sống này ha. Một số bạn có thể là tarot reader, lay worker, healer, hoặc các bạn học về thần số học, hoặc đơn giản các bạn không theo những ngày đó thì có thể là bạn là những người gọi là làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ những người khác, lan tỏa tình yêu, sự hạnh phúc đến cho mọi người kiểu vậy ha. Như làm việc thiện nguyện, như là đi bố thí hay là giúp đỡ những gia đình cơ nhỡ hay gì đó ha. Nói chung là các bạn là những người có lòng từ tâm, các bạn sẽ thành công thôi. Tuy nhiên thì bây giờ mình thấy là các bạn nên cố gắng ở bản thân mình trước, tập trung bản thân mình nè, tập trung phát triển để trở thành một con người thành tựu nè. Và bạn sẽ tiết chế chừng mực hơn trong lời nói hành động, bạn sẽ trở nên một người khôn ngoan, thấu đáo nhiều điều hơn, sâu sắc rõ ràng hơn ha. Bạn ở tương lai khuyên bạn hiện tại là hãy tập trung vào công việc của bạn, tập trung vào hai cái mục tiêu sống, mục đích sống của bạn á, có thể là về tiền bạc, công việc, tài chính trước nhất, lo cho cuộc sống mình trở nên gọi là trù phú thịnh vượng trước đi, rồi sau đó thì bạn sẽ dùng những cái kinh nghiệm của bạn để bạn có thể là giúp đỡ mọi người, chữa lành cho mọi người. Phải chú tâm về sức khỏe nữa nè. Và phải có niềm tin vào vũ trụ, bạn sẽ được vũ trụ chữa lành và bạn sẽ hạnh phúc, rồi bạn có sự biết ơn vũ trụ và những ước muốn của bạn trở thành sự thật, giống như là bạn muốn tự do, tự tự tại, bạn muốn độc lập về tài chính, không còn phụ thuộc vào ai nữa thì bạn sẽ thành công ha, nếu bạn cố gắng và có niềm tin. Và phải biết chủ động, đừng có bị động mà ngồi đó buồn phiền nữa nha. Hãy lấy lại năng lượng của bạn ha. Giống như là lúc mà stress căng thẳng thì hãy tìm một cái nơi nào đó yên bình trong tâm trí để phục hồi năng lượng, giống như là đi hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh hay gì đó. Và đừng để bị ảnh hưởng, bị những người khác lời nói, sự tiêu cực của người khác ảnh hưởng đến bạn nữa. Phải biết tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực đó. Tránh càng xa càng tốt, không cần để ý họ làm gì ha. Thì bạn biết con đường đi của bạn là như thế nào rồi ha. Khi nào mà bạn biết tránh xa những cái người đó, bạn không còn bị ảnh hưởng, bị dao động với những người đó thì lúc đó thành công mới đang đến với bạn đó. Còn những người đó thì cũng sẽ có bài học cho họ mà thôi. Gieo nhân nào gặp quả đó. Và hãy đi một cách điềm tĩnh hơn, biết chuẩn bị kỹ lưỡng ha, đừng có sự gọi là quá hấp tấp, vụt tốc thì bất đạt ha, hãy dành thấy thông thả ha. Đi chậm chậm, thông thả, suy nghĩ, đưa ra kế hoạch, nói chung là hãy kiên trì bền bỉ á. Ví dụ như bạn học về lĩnh vực tâm linh tinh thần, một số bạn có thể sẽ học thêm về lĩnh vực tâm linh tinh thần, thì bạn hãy kiên trì ngày qua ngày, chứ không phải là bạn học hôm nay bạn cố gắng bạn nhồi nhét cuối cùng cho ngày mai bạn thuộc hết thì khó lắm, không thể nào nhồi nhét được mà sẽ quên. Hãy dành thời gian từng ngày bạn học một chút ít thì bạn sẽ biết vạch ra, bạn vạch ra là trong thời gian nào bạn sẽ thành công, ví dụ là học cái này trong khoảng chừng 5 tháng hoặc là 1 năm hay gì đó, thì bạn cứ chia nhỏ 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 bạn học từng ngày vậy đó, nó mới có thể sẽ thấm sâu vào bạn được. Còn nếu mà bạn chưa học bò là học chạy thì khó lắm nha, nó sẽ quên hết à. Mọi thứ đang trôi chảy ha, đang diễn ra một cái là trôi chảy suôn sẻ trong cuộc sống của bạn rồi đó, hãy xuôi theo dòng, đừng có sự chống đối, giống như tôi không đạt được có điều đó, tôi buồn khổ quá, tôi không có ăn, tôi bỏ ăn, tôi bỏ uống, tôi không có ngủ ngơi vậy, tôi bực bội, tôi khó chịu quá, thì không nên nha ha. Hãy biết xuôi theo dòng, hãy để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên, còn mình hãy luôn cố gắng phấn đấu ha, thì cơ hội nó sẽ đến thôi. Có thể có sẽ những cái giây phút nó khiến cho mình bị giống như là kiểu nó cứ dậm chân tại chỗ, không có gì thay đổi, thì mọi thứ nó sẽ diễn, bạn cứ để mọi thứ nó diễn ra cách tự nhiên đi. Khi nào thời điểm tốt, thời điểm cơ hội nó tốt thì bạn lúc đó bạn biết nắm bắt cơ hội thì nó sẽ suôn sẻ mà thôi.
bạn thực sự đang ở cái nơi mà bạn cần đến rồi đó. Bạn thực sự đang đi trên con đường phát triển đó rồi đó. Hãy phấn chấn, nhiệt huyết, đam mê, tiến bước. Bắt đầu, hãy đi từng bước một ha. Bắt đầu ngay bây từ bây giờ, hãy bước từng bước một trên cái hành trình của bạn đó. Và đang bạn được vũ trụ hỗ trợ cho bạn đó. Vũ trụ đang theo dõi từng bước đi của bạn, quan sát bạn và hỗ trợ cho bạn. Có thể có những cái nguồn lực hoặc bạn có thể tìm thấy những cái kiến thức nào đó mà bạn cần một cách vô tình, thì cái đó chính là vũ trụ đem tới cho bạn đó, và những cái thông điệp nào đó. Hãy có tầm nhìn ha. Hãy vượt lên nghịch cảnh, lướt qua cuộc sống này với sự dịu dàng. Bạn có thể thấy được con đường đúng đắn cho chính bạn ha. Hãy giữ vững giá trị của bản thân và yêu thương bằng trái tim rộng lớn ha. Mystic ha. Bạn hãy biết rằng những thử thách đến cuộc sống của bạn nó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn mà thôi. Hãy có niềm tin khi bạn đối mặt với những cái thách thức trong cuộc sống của bạn. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và làm mới lại sức mạnh của bạn ha. Hãy thì triển khai phát huy những cái khả năng tiềm tàng ở trong bạn. Bạn là một người rất là thông thái, bạn là một người có khả năng tạo ra những cái giá trị cho cuộc sống của bạn bằng những cái niềm tin, cái ước muốn, cái hoặc hành động của bạn. Bạn là một người có trực giác tâm linh khá là cao ha, và bạn có thể biến hóa, thiên biến vạn hóa cuộc sống của bạn ha. Những gì bạn ước muốn bạn có thể manifest, thu hút nó trở thành sự thật với cái sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường của bạn. Hãy cố lên ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụi ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.